Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, phần đầu clip thì tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các anh em viewer ở trên kênh. Dù các anh em là những cái người mới hay là những cái anh em cũ đã gắn bó với kênh lâu năm thì cũng xin được cảm ơn anh em rất là nhiều. Dạo gần đây thì cũng được cái sự yêu mến của anh em mà xem kênh tôi khá là nhiều. Đấy, phải nói thật với anh em là trong vòng một tuần trở lại đây, cái lượng view của kênh của tôi tự nhiên nó lại lên đột biến. Mặc dù là nó không có đề xuất đâu, tôi cũng không hiểu là có coi vấn đề gì mà nó lại lên. Chứ còn anh em mà theo dõi thì anh em cũng đã biết rồi đấy. Từ cái đợt tháng 7 năm ngoái ấy, khi mà tôi đổi tên kênh thì cái lượng view nó càng ngày nó càng tụt. Đấy, anh em cũng đã biết. Đấy là sai lầm chết người của Tuấn Cơm khi mà làm YouTube đấy anh em ạ. Đấy, không có cái dạy nào như cái dạy nào luôn. Cái này nói thật với anh em mà tôi, chính bản thân tôi thấy là tôi ngu dốt. Thế nhưng mà sau một năm, bây giờ tháng 8 ấy là gần như là tròn một năm làm YouTube trở lại thì nó lại quay trở lại cái năm ngoái rồi anh em ạ. Thì đây nó cũng là một cái niềm vui của tôi khi mà kênh nó lại có người xem. Đấy. Nó cũng cái kiểu như là khi mà chúng ta đổi tên ấy, cái này nó có thể nó là một cái quy luật ở thuật toán ở trên YouTube. Khi mà đổi tên thì YouTube nó xác định kênh của tôi ấy, nó giống như là một cái kênh mới vậy, một cái kênh mới lập. Và đúng thật là mất một thời gian là khoảng một năm thì bắt đầu là các cái thuật toán của YouTube ấy, nó mới nhận ra kênh của tôi, sau đó nó mới coi như là nó phân phối đến những cái người dùng mà quan tâm. Đấy, kiểu nó là như thế. Thì mình cũng hiểu được là như thế. Tôi thậm chí tôi cũng cái đợt mà tôi bị mất view ấy, tôi cũng đi tìm hiểu mà. Thì tôi cũng thấy có nhiều những cái trang người ta làm về YouTube ấy, người ta chia sẻ về cái vấn đề đấy. Cái vấn đề về đổi tên kênh ấy. Đấy, còn nếu mà làm YouTube mà làm mới hoàn toàn ấy thì bản thân là các anh em làm mới, kể cả là pro lâu năm rồi mà làm kênh mới ấy, thì cũng sẽ phải mất khoảng 6 tháng đến 1 năm để cái thuật toán của YouTube ấy nó nhận ra là đang làm cái nội dung gì thì họ mới có thể là có view được. Đấy. Thế nên là cũng có một vài anh em ở trên kênh của tôi có tham khảo kênh của tôi để làm YouTube ấy, các anh em cũng làm YouTuber, thì tôi cũng khuyên anh em là anh em hãy kiên nhẫn. Cái thời gian ban đầu ấy lúc nào nó cũng sẽ thế. Có thể là những cái video clip anh em mới ra ấy, nó sẽ không có view đâu. Không có bất cứ một cái view nào luôn ấy. Chứ đừng có nói là 1-2 view nha anh em nhá. Chủ yếu là những cái view ở những cái video đầu tiên ấy là anh em xem với nhau thôi. Tức là cái người làm ra clip đấy xem luôn thì là sẽ có cái view đấy. Đấy. Thế còn bao giờ nó mới có view thì phải một thời gian. Khi mà YouTube nhận ra là anh em đang làm cái nội dung gì, họ sẽ phân phối dần dần. Cái khó nhất của cái người làm YouTube ấy, nó không phải là làm được 100.000 sub, không phải làm được 1 triệu sub. Đấy, mà cái khó nhất của người làm YouTube ấy, là làm được 10 sub đầu tiên. 10 cái người đầu tiên mà xem kênh anh em ấy, mà đăng ký, chấp nhận ấn vào nút đăng ký ấy, đấy là 10 cái sub khó nhất. Đó, sau đấy là cái quãng mà từ 10 sub lên 100 sub ấy, nó sẽ dễ hơn. Đấy, và từ 100 sub đến 1.000 sub, tức là lúc mà anh em bắt đầu bật kiếm tiền ấy, thì nó sẽ dễ hơn là cái khoảng 10 sub với cả 100 sub. Còn từ 1.000 người đăng ký trở lên ấy thì nó đã dễ rồi, nó bắt đầu dễ rồi. Đấy, còn anh em lên được 100.000 sub hay là 1 triệu sub ấy thì nó còn phụ thuộc vào cái nội dung nữa. Cái nội dung anh em làm ở trong cái ngách hay là anh em làm ở trong cái cộng đồng lớn thì nó sẽ khác nhau. Ví dụ anh em làm trong một cái ngách giống như tôi chẳng hạn thì cái cộng đồng của nó chỉ có thế thôi, nó không lên được nữa, nó chỉ có từng đấy người thôi. Đấy, thì nó sẽ không lên được. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình chuyển một cái chủ đề khác, ví dụ như chuyển sang làm TFT chẳng hạn, thì tôi nghĩ là cái kênh của tôi nó cũng sẽ được lên khoảng 50.000 sub đấy, nếu mà tôi chuyển sang tôi làm dần dần. Đấy, tôi đang tính là không biết là tôi có nên chuyển không. Đợt gần đây thì tôi cũng bắt đầu, các cái công việc khác của tôi nó đã ổn định rồi. Anh em thấy là công việc đã ổn định thì video clip ra nó cũng đều hàng ngày đấy. Đấy, thế nên là tôi lại có thời gian, tôi lại có thể làm những cái việc khác. Thực sự là để mà duy trì cái sự ổn định thì nó cần mất một thời gian ban đầu để set up các thứ. Nhưng mà khi mà nó đã vào guồng rồi, nó có cái công thức rồi anh em ạ, công thức làm việc rồi, nên nó nhanh lắm. Tầm này là tôi lại rảnh rỗi, tôi lại có thể tìm tòi những cái mới tôi làm. Tôi nghĩ xem là có thêm một cái nội dung vào trên cái kênh này không. Đấy, thì tôi đang tính. Ở trên kênh của tôi ấy, thì các anh em xem, mặc dù là xem tôi chơi Auto Chat, nhưng mà có rất nhiều anh em là chơi TFT anh em ạ. Fan Tuấn Cơm nhưng mà lại chỉ có xem Auto Chat thôi. Đấy, chứ còn chơi thì lại chơi TFT. Thế nó mới lạ lại. Đó, thế tôi đang tính xem là
mình có nên tìm hiểu thêm cái bộ môn này không trong cái khoảng thời gian rảnh rỗi này không. Đợt trước thì tôi bận làm nhạc ấy, nên là tôi không có thời gian để tôi tìm hiểu thêm những cái kiểu TFT. Nhưng cái đợt này cái việc làm nhạc của tôi nó đã ổn định rồi, nó đã vào guồng rồi. Đấy, cái công việc nó đã vào công thức rồi thì nó nhanh lắm, nên là tôi có thời gian tôi lại làm được những cái khác. Đấy, ngày trước với cả nó có một cái định hướng sai về cái lúc làm nhạc ban đầu anh em ạ. Tôi thấy tôi bị sai, nên bây giờ tôi làm đúng thì nó lại rất là ok. Ngày trước là mình cứ chăm chăm vào cái việc là mình sáng tác ấy. Mà cái việc sáng tác thì ở bất cứ một cái lĩnh vực nào nó đều khó cả anh em ạ. Nó đều là cái mức level cao thì chúng ta mới để sáng tác được. Đấy, ở bất cứ một cái lĩnh vực gì thì ở những cái level thấp ấy, khi mà người ta mới bắt đầu thì lúc nào người ta sẽ phải học đã. Sau khi người ta học thì nó sẽ đến một cái mức độ cao hơn. Đấy chính là người ta sẽ làm được những gì mà người ta học. Đấy, làm y hệt những cái gì mà được dạy thôi, cái lý thuyết được dạy. Đó, sau đó là nó sẽ có một cái mức cao hơn nữa, nó là cái tư duy phản biện. Khi mà chúng ta nhận thấy là những gì chúng ta học nó chưa chuẩn thì chúng ta thì phản biện lại. Đấy, và cái mức cao hơn, level cao hơn, nó chính là cái mức cao nhất ấy, nó chính là cái mức mà tư duy sáng tạo, tự phát minh ra một cái gì đó cho người khác học theo, thì cái đấy nó là mức độ cao nhất rồi. Đấy, với tất cả những cái gì mà tôi trải qua tôi đều thấy là nó là như thế. Từ cái việc thiết kế nội thất kiến trúc này, rồi cái việc chơi game như là AutoChess này. Đấy, cũng như vậy thôi. Lúc đầu tôi cũng học người khác, sau đó dần dần chúng ta có tư duy phản biện, rồi sau đó là chúng ta tự sáng tạo ra. Đấy, con game này cũng y hệt và nhạc cũng vậy. Khi mà chọn sáng tác nhạc ấy, chọn sáng tác một cái bài mới hoàn toàn đấy nhá, thì là rõ ràng là cái công việc đấy nó đang ở một cái mức cao hơn cái level mà mình đang có. Đấy, thế nên là tôi đang chọn sai đấy. Tôi cũng nhận ra cái điều đấy rồi. Và đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là khi mà mình sáng tác cái bài mới, thực ra cái tên tuổi của mình nó chưa có, chưa ai biết đến mình. Nên là cái việc sáng tác bài mới để mà đưa đến cái công chúng phát hành nhạc ấy, thực sự là rất ít người người ta có thể người ta đến được với mình, người ta đón nhận được cái thứ âm nhạc của mình. Chính vì thế nên là tôi đã thay đổi hướng rồi. Tôi đang chuyển hướng từ sáng tác sang cover nhạc của người khác. Đấy, những cái bản nhạc hay thì tôi sẽ cover lại. Cái này nó sẽ giúp cho người ta biết đến tôi sớm hơn. Cover cũng có cái hay của cover. Bởi vì mỗi một cái người nhạc sĩ ấy, khi mà người ta làm nhạc ấy, thì người ta sẽ có những cái tư duy khác nhau. Người ta cũng sẽ có những cái phong cách và những cái cảm về âm nhạc khác nhau. Nên là những cái bản nhạc nó sẽ không giống nhau, mặc dù nó cùng một bài. Đó, nó sẽ có những cái phong cách khác nhau. Chọn những cái giai điệu gì, những cái nhạc cụ gì cho vào, hòa âm phối khí như nào để cho nó hay, nó mới mẻ trong cái bài cover đấy. Thì cái này thì nó sẽ giúp cho tôi có thể là tiếp cận được với cả công chúng sớm hơn. Đấy, nên là bây giờ tôi chọn cái hướng đấy. Mà chọn cái hướng cover ấy, thì nó lại đỡ mất nhiều thời gian hơn. Tôi nói thật với anh em là chọn cover thực sự là nó không tốn thời gian bằng việc là chúng ta sáng tác mới. Đấy, sáng tác mới thì mất rất nhiều thời gian. Mặc dù là trong cái phần cover ấy, nó không hẳn là nó là không sáng tác đâu nhá, mà cover nó cũng có sáng tác của nó. Đấy, sáng tác một cái vẫn là cái giai điệu đấy, nhưng mà sáng tác trên cái nền giai điệu đấy một cái bản phối khí khác đi, nghe cho nó mới lạ. Đó, thì có thể là cái hướng tiếp cận này của tôi nó sẽ chuẩn và nó sẽ đỡ mất nhiều thời gian. Đấy, bây giờ tôi tính rồi là bây giờ ví dụ như Sơn Tùng nhỉ, ra bài mới phát tôi cover ngay, thế là nó đang chen cái bài của Sơn Tùng ấy, là tự nhiên cái video clip của mình nó cũng sẽ được đề xuất. Đấy, cái kiểu như thế thì nó sẽ dễ hơn là cái việc là chúng ta bắt đầu từ đầu khi mà bài hát của chúng ta thực sự là không ai biết đến. Thế nên là chính vì cái việc thay đổi cách làm nhạc nó khiến cho tôi là bây giờ nó lại có thời gian anh em ạ. Đó, thế nên là nếu mà có thời gian thì tôi đang tính xem là tôi sẽ có thêm cái bộ môn TFT không. Đấy, cái này nó cũng như là học bài mới thôi. Chúng ta lại tìm hiểu một cái bộ môn mới, chúng ta lại đi học từ đầu. Mặc dù là cách đây 2 mùa TFT ấy, là tôi cũng đã vào tôi chơi rồi. Tôi nhớ là cái hồi tôi chơi là mùa 10 thì phải. Tôi chơi xong là tôi cũng tìm hiểu được khá khá đấy. Nhưng mà bây giờ quay trở lại thì nó lại mới hoàn toàn. Cái bọn TFT thế nó mới đều lại. Tức là cái bọn TFT thì cứ mỗi mùa nó lại thay đổi chứ nó không giống nhau anh em ạ. Thế nên là cái ông nào mà mới chơi cũng như là ông cũ thôi, cứ sang mùa mới là lại phải học lại từ đầu. Nó khác với cái tựa bên này. Tựa game bên này thì nó nhẹ nhàng hơn, nó không có thay đổi quá nhiều. Một năm nó chỉ có một cái big update thôi. Vào ngày sinh nhật nó sẽ có một cái big update khá là lớn. Thay đổi như cái đợt này là thay đổi cái việc rèn đồ đấy. Từ cái big update 45, kỷ niệm 45 hay 55 gì đấy.
Đó, nó vẫn giữ nguyên cho tới hết 1 năm. Ây à. Ơ, thắng này. Cá lông gánh phết anh em ạ. Cá lông 1 sao gánh phết nhỉ. Súng 2 này có chơi Hunter không? Trận này có Tsunami nhá. Mà Hunter này phải sau update được mạnh. Tôi đã có đọc cái bản update mới rồi. Sắp tới đây là cái bản update mới của cái bọn Hunter này nó sẽ rất khỏe. Vớ vẩn meta sau meta Hunter đấy anh em ạ. Hunter meta sau tôi còn nghĩ là nó còn không sợ Warrior luôn ấy. Bởi vì cái cú đánh của nó ấy, nó sẽ được hưởng thêm 40 đam phép nữa. Trong mỗi cú đánh nếu mà anh em lên kích hoạt được 9 Hunter, nó sẽ có một cái cú đam phép vào 40 đam phép. Mà đánh kép ấy, đánh đúp nhá. Cái cú bắn là bắn đôi nhá, nó vẫn có thể là gây cái hiệu ứng đấy được. Tức là có thể gây 80 đam phép ấy. Nghe qua thì cái bộ Hunter rất khỏe đấy. Còn trên thực tế như nào thì chúng ta hồi sau sẽ rõ. Đợi update rồi. Meta này thì nói chung là chả ai chơi Hunter. Đấy, nó lại cho tôi lên 2 sao này. Thực sự là không ai chơi Hunter nhưng mà đầu game nó cho thì chơi thôi. Đây nó gọi là tận dụng thôi. Thậm chí là bây giờ tôi còn chưa được 6 Hunter cơ mà. Bây giờ đang là phải chơi là 3 Hunter. Mà con súng nó gánh được. Con súng con ca lông nó đang gánh tôi đấy. Từ lấy giờ là có trận thắng trận thua nhưng mà giữ được máu khá tốt dọn đầu game. Late game thì có khi là chuyển sang là chơi có thể chúng ta sẽ chơi đỏ. Đấy. Bây giờ cái thời điểm hiện tại ấy, cái bộ đang hot nhất, dễ chơi, dễ trúng thưởng nhất, nó là cái bộ gót đỏ kết hợp với cả du xoay ấy. Cái bộ đấy bây giờ đang rất hot. Đánh ở trong championship phải nói là cực kỳ khỏe. Một cái con du thôi, nó chỉ có 2 sao thôi nhưng mà nó có thể gánh được đến cuối game luôn. Chỉ cần 2 sao thôi, thậm chí là con có thể là top 1. Đây là như thằng này là rất có thể nó sẽ chơi cái bộ đấy. Mua 4 đỏ rồi, blink các thứ này là dễ lắm. Thường nó sẽ có một cái blink cho con du. Con du sẽ có một cái blink xoay. Và những cái món đồ tiếp theo thường nó sẽ là cái hút máu cuối, món đồ cam đầu tiên. Nhiều anh em nói là tại sao cũng chơi cái bộ đấy sau khi mà tôi lên clip ấy lại thấy nó không khỏe là bởi vì anh em lấy đồ sai đấy anh em. Cái bộ đấy anh em phải lấy đồ chuẩn thì nó mới mạnh được. Đấy, và cái đồ món đồ đầu tiên, món đồ cam ấy mà anh em phải lấy nó chính là cái hút máu nha anh em nhá. Cái hút máu cuối ấy bắt buộc ấy, đấy là cái món đồ chấn của nó luôn. Cái món đồ mà không có cái món đồ đấy thì anh em coi như phế. Anh em lết game anh em phế luôn. Anh em phải có món đồ đấy. Đấy là cái bắt buộc. Đấy, khi mà anh em có hút máu cuối thì là anh em có thể là khỏe. Ngay từ cái giai đoạn mà anh em lên hút máu cuối là 2 sao anh em cũng có thể khỏe rồi. Trong trường hợp mà không ra cái hút máu cuối thì cái lựa chọn thứ hai là chính là cái vương miệng nha anh em nhá. Cái vương miệng nó sẽ là cái lựa chọn thứ hai cho anh em. Tại sao lại là vương miệng? Cái vương miệng nó sẽ giúp cho anh em có thể là chống những cái đòn sát thương tay. Nó sẽ có khả năng né tránh. Đấy, và nếu mà anh em kết hợp anh em có một cái combo là cái vương miệng kèm với cả cái cấm đánh ấy thì nó sẽ rất là tuyệt vời nha anh em nhé. Anh em có thể lấy cái combo đó, cấm đánh với cả vương miệng. Rồi để xem nào. 2 tia. Đánh Hunter lấy 2 tia cho súng vậy. Trong trường hợp mà late game chuyển bài thì tôi sẽ rèn sau. Còn nếu mà không chuyển thì cái 2 tia này nó sẽ có thể sử dụng cho súng. Hoặc là cũng có thể sử dụng cho con ca lông nha anh em nhá. Đấy, cái tư duy chọn đồ là như thế anh em nhá. Đấy, một con chim là trúng hai đích. Chúng ta sẽ có được hai cái đích đến. Ok. Rồi. Bắt đầu có chuỗi rồi, nhưng mà chưa có 6 Hunter. Hiện tại là con ca lông này nó có thể là gánh được. Giai đoạn đầu game này con ca lông này có thể gánh được đấy. Một con tướng 4 tiền. Gặp thằng này 4 Saman không biết có mất chuỗi không đây. Sắp hết thời gian rồi. Trụ được là ăn. Ok ok ok. Được rồi. Lại cái da ca lông này.
Cho hai con Kalong vào đó. Hunter không ra nhỉ? Thế nó mới đều. Ra là con súng 2 rồi. Thêm cả con súng ở phía dưới bàn chờ luôn. Nhưng mà lại không ra đủ bộ Hunter. Không biết có phải là chơi Hunter không đây. Nếu mà thế thì không ra ấy, khả năng là tôi sẽ chuyển bài sang tôi chơi đỏ vậy. Ủa ra này vớ vẩn mất chuỗi này. Được không? Súng gánh thế nào? Được. Không sao. Vẫn sống. À ừ, đây rồi. Đủ 6 Hunter này. 6 Hunter lên 8. Lên 8. Vừa kẹp bit vừa kẹp đỏ luôn. Ok. Thế là form được đội hình tương đối mạnh rồi. Tầm này tôi nghĩ là tôi vẫn có thể giữ được chuỗi đấy. 6 Hunter mà súng 2 này có 2 tia thì bắn nó sẽ rất là ok. Tốc độ bắn sẽ rất nhanh. Trận này nếu mà ra tia Tsunami sớm ấy thì có thể tôi sẽ chơi 9 Hunter. Anh em nhá. Trong những cái trường hợp mà chơi với cả cái bộ gót đỏ du xoay ấy thì 9 Hunter tôi nghĩ là vẫn có thể ăn được đấy. Có những cái line up mà tưởng chừng như là chúng ta không bao giờ chơi nhưng mà nó lại đang ăn được những cái hot meta ở thời điểm hiện tại đấy anh em ạ. Đấy, ví dụ như là cái bộ Hunter này chẳng hạn thì nó cũng khá là ok đấy. Trải qua trước đây là nó có cái bộ Warrior thì hơi ngán một chút thôi. Và bây giờ tầm này tôi thấy là nó khá là khỏe luôn. Đấy là có thể chơi nếu mà ra Tsunami sớm. Vẫn có đang có hai cái con đường để đi nha anh em nhá. Một là chúng ta sẽ chuyển sang gót đỏ Kalong. Ở đây có sẵn đồ cho Kalong rồi. Hai là gì? Là sẽ là Hunter. Nếu mà ra đủ bộ Hunter sớm. Tôi vẫn đang giữ những cái con Hunter ở đây. Ở trong cửa hàng mở rộng là tôi vẫn để những cái con Hunter để tôi có thể mua đủ 9 Hunter. Trận này có gót đỏ du xoay nhá. Hai thằng chơi luôn. Sẽ có hai thằng chơi gót đỏ du nha anh em nhá. Một thằng Nhật Bản chơi lại với cả thằng Hoàng Long chơi. Đấy. Anh em yên tâm. Ngày hôm nay tôi quên mất ấy, là tôi chưa nói với anh em là chúng ta vẫn tiếp tục cái series là content về counter cái bộ gót đỏ anh em nhá, để cho anh em đỡ kêu. Anh em vào trong championship anh em kêu nhiều quá. Cái bộ gót đỏ ở trong championship thực sự là do anh em thôi. Làm sao mà nó tung hoành đến như thế là bởi vì anh em. Anh em toàn chơi những cái line up mà bị nó đấm thôi. Chứ anh em chơi những cái line up và đấm nó thì sợ gì đâu. Đấy, đấy nó là do là cái tâm lý anh em vào giải. Anh em muốn chơi những cái line up mà nó an toàn. Những cái line up mà form sớm ấy. Tôi lấy ví dụ như là Greater hay là 9 Feather. Đấy, thậm chí là gì? Là Saman, là những cái line up an toàn. Anh em đánh anh em an toàn, anh em vào top đúng không? Nhưng mà nó lại là cái con dao hai lưỡi. Anh em chọn cái bộ đấy là anh em sai rồi. Anh em chọn những cái bộ đấy anh em gặp gót đỏ anh em toang luôn. Đấy, chính cái lý do đấy là làm nào để cho cái bộ gót đỏ đấy bây giờ nó tung hoành, nó mạnh đến như thế ở trong cái championship đấy anh em ạ. Tất cả đều là, đấy là do cái tâm lý người chơi thôi. Do cái cách người ta chọn đội hình ở trong cái game ở trên championship. Nó quá là an toàn. Họ đánh là họ chắc kèo vào top nên là nó mới thế. Họ không chọn những cái line up mà trong rank. Chứ còn nếu mà bây giờ chọn những cái line up trong rank thì làm gì có cái cửa nào cho cái bộ đấy đâu anh em. Tôi nói thật, kể cả 9 Warrior bây giờ đấm ở gót đỏ ấy còn ăn được. Anh em có một con Lancer 2 sao xem anh em có sợ gì ngắn gì con du xoay không. Chấp du xoay lên 3 sao luôn. Đứng cho đấm luôn. Lancer nhá, chỉ cần 1 sao thôi. Đấy, dồn đồ cho Lancer. Full đồ. Cái chính là 9 Warrior vào championship lại không ai chơi cơ. Thế là chính vì thế là cái bộ gót đỏ nó mới tung hoành được đấy. Chứ còn nói thật, Lancer nhá, chỉ cần 1 sao thôi. Full đồ, dồn đồ cho nó. Có thêm cái đồ Kira nữa thì càng tốt. Là một mình nó solo luôn với cả team luôn.
tất cả cái bộ gót đỏ luôn, chấp hết luôn. Đấy, nhưng mà không ai chơi. Vấn đề vấn đề là người ta chơi Saman nên người ta bị hành. Người ta chơi Feather, 9 Feather là người ta bị hành anh em ạ. 9 Feather fake ấy. Rồi người ta chơi Greater, người ta chơi cả cái bộ 5 dòng 9 mét nữa. Toàn những cái layup mà bị ăn. Thế thì đỡ làm sao được. Còn những cái layup như Hunter, có ông nào dám chơi ở trong Championship không? Chắc là không. Rồi, món đồ này thừa đổi đi. Ok. Anh em chả cần đâu xa lạ, anh em chỉ cần đánh như đánh rank thôi là cái bộ gót đỏ nó đã không có cái cửa rồi anh em ạ. Anh em tin tôi, những cái bộ như là Hunter này ăn được, ăn tốt luôn. Bắn đau lắm anh em ạ. Hunter này bắn đau lắm, bắn rát lắm. Lại còn chống lé, chấp cả vương miệng các thứ vào luôn, bắn cho lát người. Chả qua là gì, là không ai chơi thôi. Chơi Hunter này thậm chí nha là còn không cần phải kẹp Doom để counter luôn, bắn trực tiếp luôn. Hunter là có một cái hay là nó giết con nào nó dứt điểm con đấy, chứ nó không kiểu nó không bắn linh tinh. Con nào mà ít máu nó dứt điểm luôn, nên là cái bộ gót đỏ nó không có cơ hội nó nhây. Bây giờ tôi đang tính là trận này nhá, kể cả chúng ta không được chơi Hunter, tức là nó sẽ không ra Tsunami cho tôi ấy, thì có thể là chuyển sang gót. Gót cá lông, ở đây tôi đã có con cá lông 2 sao ở đấy. Quả trứng này bây giờ tôi chưa dám đập, bởi vì rất có thể là tôi sẽ là chơi chơi Hunter thì tôi lại đập cho súng 3. Đó, thế là tôi đang tính. Ở đây trận này là sẽ có hai thằng gót du này. Hai thằng gót du xoay. Đấy, gót du xoay đồ cũng là có giáp phản đấy nhá. Giáp phản cũng là một trong cái món đồ rất mạnh của con đấy đấy. Nếu mà không có cái hút máu cuối có thể lấy cái giáp phản. Không có cái vương miệng có thể lấy cái giáp phản cũng rất ngon. Đấy, còn như cái bộ Clive thì nó đuối quá nên không nói làm gì. Clive chắc chắn đã thua. Clive thì kể cả trong rank hay là trong Championship thì tôi khuyên anh em không nên chơi. Anh em nhá, đừng có dính vào cái bộ đấy. Có hai cái bộ mà anh em đừng bao giờ coi như là chạm vào. Đừng có bao giờ có ở trong cái suy nghĩ của anh em. Chứ đừng có nói là đến việc chơi nhá. Đấy chính là cái bộ Clive là một này. Thứ hai là cái bộ 6 Warlock. Hai cái bộ đấy đừng bao giờ chơi. Khẳng định với anh em luôn. 6 Warlock có chả đánh được cái bộ nào bây giờ luôn ấy. Tất cả những cái lineup mà Warlock ấy nó có thể counter được thì bây giờ gần như là không. Như là cái bộ Warrior hay bộ gót đỏ là không không rồi. Đấy, nên là thôi, tốt nhất là không nên chơi. À còn một cái bộ nữa mà anh em không nên chơi, không nên chạm vào, lấy cái bộ Witcher anh em nhá. Witcher chỉ để counter giờ late game, counter vào mấy cái nhà kiểu Knight hay là Warrior thôi. Chứ còn bây giờ mà chạm vào Witcher mà chơi đầu game yếu lắm. Bây giờ nó mất cái khả năng mà đánh vào đối thủ, mà cấm đối thủ tăng mana anh em nhá. Bây giờ đánh vào đối thủ là đối thủ tăng mana đấy. Rất là nguy hiểm. Đây có một thằng nó chơi Championship, nó có giải Championship này. Đấy. Khôi này không biết là ai đây. Có cái bàn cờ Championship này là cũng căng đấy nhá. Đây là một cái bàn cờ mà khi mà anh em vào đến cái vòng chung kết anh em mới có thể là có cái bàn cờ này. Đấy, ngày trước là như thế. Còn bây giờ thì không có bàn cờ nữa. Tức là cái ông này là một cái ông mà chơi lâu năm rồi. Cái ông Khôi này là một cái ông chơi rất lâu năm rồi. Và đã tiến được tới cái vòng chung kết của cái giải Championship. Có một cái bàn cờ Championship. Trên này cũng căng đấy. Nhưng mà không hiểu sao lại chọn bộ cơ này. Đấy, mà riêng mà chọn bộ cơ này là đã sai từ đầu rồi. Đấy. À không phải. Hình như là 5 dòng 9m anh em ạ. Đúng rồi. Khôi này là 5 dòng 9m. Bây giờ đang chơi 6m. Còn cái thằng dưới này, dưới heo này mới là cửa lai thì là sắp đi. Cửa lai giờ gặp ai ăn được đâu. Trận này còn có cả Insectoid đấy. Nếu mà gặp Insectoid thì tôi nghĩ là chúng ta có thể chuyển sang đỏ chơi. Hunter gặp Insectoid hơi đuối. Hunter này nói chung là nó mỏng lắm. Gặp Insectoid thì hơi sợ một tí.
Thằng Du có vẻ căng đấy. Nó sẽ roll ở level 9 đến 3 sao đấy anh em ạ. Cái thằng Nhật Bản Imo kìa. Cái thằng Imo là bây giờ là đang có 50 tiền ở level 9 và đang roll cái con Du 3 sao. Sắp lên 3 đấy. Căng phết đấy anh em ạ. Ôi thôi chết rồi, mất chuỗi rồi. Gặp ngay thằng Goblin. Thế là mất chuỗi ở round 24. Quá ok luôn. Coi như là đã thành công rồi đấy anh em ạ. Bây giờ lên 10 đó. Lên 10 xoay gì xoay. Cái vấn đề là ra Tesu hay không. Ra được Tesu sớm thì tôi sẽ chơi Hunter. Còn nếu mà không thì tôi sẽ chuyển bài. Đập trứng cho Kalong luôn. Lên 10 là 6 đỏ kết hợp với cả Kalong. Kalong 2 sao. Tất nhiên là con Kalong bây giờ 4 đô thì nó sẽ không bằng Kalong 2 sao ngày trước. Đấy, nhưng mà 4 đô thì đồng nghĩa việc là chúng ta có thể là chúng ta mua nó dễ hơn, lên được 2 sao dễ hơn. Đấy, thậm chí là có thể lên được 3 sao nếu mà chúng ta cứ tiếp tục mua. Con Kalong này là một cái con mà ở thời điểm hiện tại nó rất là dễ để có thể mua được, chứ nó không khó như ngày trước. Có thể là lên 27, chúng ta có thể lên 10 hoặc là 29. Tùy. 27 hoặc là 29 có thể lên 10 được. Tầm này gì lên 10 thôi anh em ạ. Không lang thang ở level thấp làm gì cả, cũng không cần phải hai Baron. Súng mà nó ra nó tự ra thôi, còn nếu mà không ra ấy, có thể chơi con là Medu cũng được nha anh em nhá. Không nhất thiết phải chơi con súng đâu. Vấn đề là có ra hay không thôi. Ok, vẫn sẽ lấy đồ cho cái bọn Hunter. Bây giờ thậm chí chúng ta có thể đổi một cái món đồ cam đúng không? Nhưng mà như thế thì vứt hơi nhiều đồ nhỉ. Tôi tính xem là nếu mà bây giờ đổi đồ cam thì có vứt hết đồ đi không? Hay là đợi một thằng nữa chết nhỉ? Thằng người Thái Lan kia sắp đi rồi. Thằng dưa heo cũng sắp đi rồi anh em ạ. Sắp tới trước ra 30 là thế nào cũng sẽ có hai thằng chết. Ít nhất là hai thằng. Thôi chúng ta cứ đợi một chút đã anh em ạ. Đủ đồ cam rồi đổi, không có đổi sớm gì cả. Bây giờ đồ này tôi nghĩ là vẫn giữ máu được, vẫn gánh được thôi. Bộ 6 Hunter thì bây giờ nó cũng ok, nó cũng không đến nỗi quá yếu. Này, gót du xoay này. Đấy, ui, thằng này có hai đồ cam rồi ạ. Vãi đái, thằng này hên nhờ. Thằng này đổi hai món đồ cam đều ra hai món đồ trấn luôn nhá. Ra cái vương miệng, ra cả giáp phản luôn nhá. Ui, vãi đái thật. Hên đến như thế là cùng. Tất nhiên là cái tầm này thì chịu à. Phải tí nữa. Phải có 9 Hunter cơ thì có thể ăn được. Vậy là nó dí thẳng lên 10 luôn anh em ạ. Level 10 50 tiền. Tiên sư nhà nó. Level 10 50 tiền anh em ạ. Thậm chí tôi có chuỗi mà tôi còn không có nhiều tiền đến như thế. Cái bộ quá Sida luôn đúng không anh em? Búa xét. Tôi có chuỗi từ đầu game mà tôi còn không có nhiều tiền đến như thế. Bởi vì nó không cần phải mua quá nhiều bài anh em ạ. Nó không phải tích bài như tôi. Tôi tích bài tôi phải xả tiền, tôi cắt chuỗi rồi tôi giữ chuỗi mà. Nên là tôi mới mất nhiều tiền. Nên là cái lượng tiền của tôi nó không bằng nó. Mà nó thì nó cứ ra là con Du 2 là nó cứ từ từ 50 tiền thôi mà. Du 2 là nó gánh được nên là nó đơn giản lắm. Rồi lên 10 rồi. Bây giờ thì chuyển gì thì chuyển này. Tôi nhìn qua tôi thấy là có vẻ như tương lai là chúng ta sẽ đánh solo cái nhà đấy đấy anh em ạ. Thằng này đi rồi. Thằng này chơi Saman đỏ ạ. Thế chắc chắn là đi rồi. Hunter bắn vỡ mặt Saman luôn. Ok.
Ui dồi ôi, bây giờ mới ra con win đầu tiên anh em. Đều thật sự luôn ấy. Thề. Chơi đến round 27 mới ra được một con win ạ. Không phải tin nổi luôn. Ui dồi, ca lông lên được 2 sao này. Có chơi có đỏ không nhỉ? Ca lông lên 2 sao. Thôi 2 sao thì cứ cho vào gánh đã. Từ từ đã anh em ạ, chưa biết. Một vài round nữa để tôi roll mấy cái đã để xem thế nào. Bây giờ ra thêm ca lông ấy thì có khi là chơi nha anh em nhá. Ra thêm con ca lông nữa thì khả năng là chúng ta chơi gót ca lông đưa lên 3 sao cũng được. Còn thằng 5 rồng 9 mét này. Thua. Thua 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 thua. Khỏe thế. Hai đối thủ đáng gờm đấy. Đang khôi phải cẩn thận đằng khôi. À, trận này có chơi đỏ không nhỉ? Tôi đang phân vân lắm ơi. Lại ra con heo. Bây giờ chưa ra Hunter anh em ạ. Hay là chúng ta chơi đỏ. Mãi không thấy ra Hunter đâu ấy. Đây bây giờ mới ra là con Spider đầu tiên này. Lava Shaman. Sáu đỏ luôn rồi. Vậy là sáu đỏ anh em ạ. Ok. Lấy cái Berlin rồi đã. Rồi. Vậy là chúng ta sẽ chơi sáu đỏ à. Thôi nhá, không lưu con súng nữa nhá. Bán bố súng đi. Rao này mất nhiều máu rồi. Gặp con mèo 3. Ui lại Spider lên 2 sao à. Và tôi đang nghi ngờ cái bộ Hunter anh em ạ. Đang phân vân. Từ từ đã, chưa áp vội để tôi roll mấy cái đã anh em ạ. Lại không. Vậy là ca lông 3 sao chăng? Đúng không? Chốt nhá. Chốt đi. Anh em ạ, thôi. Hunter quá hay cái tầm này nữa. Sáu đỏ này. Được không? Thôi bỏ qua đi, không chơi súng đâu. Đấy, đúng rồi anh em ơi. Thôi được rồi. Ok. Ca lông 3 sao. Chuyển sang chơi 6 đỏ kẹp ca lông. Rồi, roll đi. Kiếm gót vào thôi anh em ạ. Từ từ bỏ mấy con này ra nhá, không chơi nữa. Kiếm gót vào thôi. Sáu đỏ. Chưa thấy gót đâu. Grand Herat đâu? Lại ra trứng này. Úi dồi ôi. Từ nhá. Dạ, đau này chắc lóc lại thôi. Có cảm giác là chọn đúng nền văn minh rồi đấy anh em ạ. Ok.
Ui thằng này lên du 3 rồi anh em ơi. Du lên 3 sao rồi này. Đấy nhưng mà anh em thấy là tôi vẫn rất là ok đúng không? Không đến lỗi mà mất quá nhiều máu. Mất chút xíu thôi, chưa form được đội hình mà. Lọt 4 con, quá là ok luôn. Hải đồ trấn phái đấy nhờ. Cá lông, 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 cá lông. Ra cá lông đi. Úi đời ơi. Đục trực luôn không nhỉ? Từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã. Đôn mấy cái nữa. Úi dùi, ngon. Được rồi, thế giữ lại một quả trứng được. Ơ kìa, thôi chết rồi. Ấn nhầm anh em ạ. Ôi giời ơi, ấn nhầm, thôi được rồi. Tôi định giữ lại quả trứng đấy nhưng mà nhầm mất. Thôi không sao, lên 3 sao rồi. Ok, nào sau sẽ có gót. Cá lông 3 sao, vô tư. Được rồi đấy. Được rồi đấy. Được rồi đấy. Ok bạn ơi. Chưa lên được 11 thì vẫn không sợ. Level 9m phải sợ lên 11 thôi. Bây giờ vẫn level 9 thì vô tư. Kiểu con Grand Hedas anh em ạ. Sáu đỏ này. Grand Hedas thì bỏ một đỏ đi được. Chúng ta sẽ có là 4 cá kẹp với cả 2 gót. À chưa có 2 gót nhỉ. 2 gót thì là phải lấy cái đồ gót cơ. Tôi sẽ cố gắng tôi rèn ra cái đồ gót. Kẹp 2 gót thôi. Không cần 4 gót đâu. Sẽ có là 4 cá đúng không? Đấy mà thậm chí là tôi bây giờ tôi có thể mua 6 cá dần cũng được. Chơi 6 cá luôn. 6 cá gót cá lông 6 cá. Rồi Insectoid tầm này vô tư rồi nha. Tầm này không sợ nữa rồi. Thoải mái bạn ơi. Đấy, khỏe mà. Anh em cứ để đấy. Mang cái thằng Du sang đây. Cứ mang cái thằng Du sang đây. Thậm chí thằng Du còn thua 5 dòng 9m kìa anh em kìa. Lên được 11 rồi. Khôi lên được 11 có 5 dòng 9m rồi kìa anh em kìa. Đó. Bộ 5 dòng 9m cũng ăn được có Du mà. Cái bọn có Du ấy, nó sẽ bị khựng lại 1 giây nha anh em nhá. Đó, à không, nó không đến 1 giây đâu. Nhưng mà nó khoảng 0,1 giây. Thì cái khựng đấy mà bị giật sét một phát thì nó sẽ đứng im. Đó, con này lúc nào nó sẽ bị khựng lại một phát. Nó không xoay liên tục đâu anh em ạ. Anh em nghĩ là nó xoay liên tục nhưng thực ra là nó không, nó vẫn bị khựng lại một phát đấy. Và nếu mà anh em có cái búa sét cho con flame ấy thì nó có thể nó sẽ đập được. Với điều kiện là nó sẽ là 5 rồng 9m anh em nhé. Rồi, bây giờ thì sao? Bây giờ thì bạn ăn được không? Nghe nói là bạn đang coi như là củ hành rất nhiều người đúng không? Ôi giời, anh em nhìn lại. Ôi giời. Thậm chí là còn đẩy nhiều luôn. Sắp đi rồi bạn ơi. Du ba với chúng tôi. Tôi không thèm kẹp Doom mà luôn. Nhưng mà nếu mà tôi cho con Doom này thì sao? Tôi vẫn đang thừa một slot. Nếu mà tôi cho con Doom này vào chắc là nguyên bản luôn đấy anh em ạ. Cho con Doom vào chắc là nó, nguyên bản này là nó bị đẩy hết luôn. Nếu mà Doom một trúng vào cái con Du. Bỏ một cá ra để cho Du để cho Doom vào hay là chúng ta sẽ kẹp 4 cá. Bây giờ thì là chưa kẹp 4 cá, có thể là bỏ con Doom vào. Mà tí nữa mà kẹp được 4 cá thì chắc chả cần Doom. Con Doom này thôi cứ để tạm ở dưới này thôi, có lúc sẽ cần. Lúc mà tôi chuyển sang 6 cá thì tôi sẽ cho Doom vào. Bởi vì 6 cá nó sẽ có một cái slot dư ra.
Tôi nghĩ là trận này vô tư anh em ạ. Con dù đấy cái kiểu gì ăn được đâu. Đây rồi, rồi thế có gót. Bây giờ chỉ cần ra Grand Hedad thôi là chúng ta có thêm bộ gót nữa. Lúc đấy thì là có thể là khống chế liên tục, hóa đá liên tục, hất tung liên tục. Ra Grand Hedad đi. Chán nhỉ. Tôi có thể đổi một cái món đồ nữa cho con Calong. Ok. Mấy cái món đồ này không dùng đến cái nào cả. Lấy cái khiên thiên thể không? Khiên thiên thể có ok không? Lấy khiên thiên thể chúng ta có thể tránh được cái Doom. Nếu mà đối thủ mà kẹp Doom vào ấy, cái thằng 5 dầu 9 mét nó kẹp Doom vào thì cái món này ok đấy. Tránh cái con cá lông bị Doom anh em ạ. Cá lông lên 3 sao rồi, nguy hiểm lắm. Rồi. Thằng này tôi nghi vẫn ăn được thôi. Nó lại bỏ 9 mét ra. Thế đi. Đi luôn. Ui vẫn chưa đi. Đây rồi. Ui dồi ôi, tớ đợi cậu mãi. Xong rồi đấy. Bỏ một con đỏ ra. Bỏ một con đỏ ra chúng ta sẽ có là 6 đỏ 4 cá kẹp với cả 2 gót. Quá tuyệt vời à. Bây giờ con heo nó sẽ đẻ liên tục này. Tên Tsunami có thể là sẽ hất tung nhiều hơn, hóa đá nhiều hơn, gọi đệ nhiều hơn. Tất cả chúng ta, những cái con cờ trên bàn cờ đều được hưởng gót. Quá là ok. Bộ này chỉ cần đánh 2 gót thôi, không cần 4 gót đâu. Con cá lông này nó bắn liên tục rồi nên là không có cần phải 4 gót làm gì cả. Nó sẽ rất là tốn slot. Rồi. Thế bây giờ thì cậu làm cái gì? Thế bây giờ cậu nói cho tớ xem là cậu làm cái gì nào. À cậu còn có cả Kira nữa cơ à. Tăng cái lượng máu lên đúng không? Rồi, rất trâu, rất trâu. Ok. Đã gót đỏ rồi lại còn Kira, trâu nhờ. Ui, trâu thật anh em ạ. Ui, vậy đấy, thằng này có Kira trâu thế. Ui kìa. Trâu thật. Ơ, nhưng mà trâu thì làm gì, trâu làm gì. Cái vấn đề là trâu thì cũng mất máu dần đến chết thôi. Làm sao? Vào đây, có búa bình minh ở đây. Làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Ui giời ơi. Này thì Godzu bất tử. Godzu bất tử ấy, nói chung là chỉ bắt lạt được với cả các anh em mà không biết chơi thôi. Chứ còn gặp tuấn cơm lát người. Là thử hộ cái, thử xoay hộ bất tử cái. Anh em nhìn phát là anh em biết là trận đấu này nó đã coi như là có kết quả đấy. Không cần nói nhiều đâu. Tí nữa kẹp 6 cá vào thì thôi, nói chung nói tóm lại là gì là đứng im đến chết. Chả có gây được tí đam vào đâu. Bây giờ là thằng 5 rồng 9 mét đúng không? 5 rồng 9 mét thì nói chung là cũng chả sợ kẹp cá vào rồi. Ok. 5 rồng 9 mét này. Ấy à, cũng căng, cũng căng, cũng căng. Ơ nhưng mà đây là bóng anh em ạ. Nhưng mà không sợ. Ui con flame 3 sao kìa. Ơ thế thì cũng ghê đấy. Thế thì cũng ghê đấy. Thế thì cũng ghê. Ui ghê thật anh em ạ. Ui vãi vãi vãi. Con flame nó bắn kinh quá. Bắn cháy quá. Nó cắt chỗ của tôi luôn. Flame 3 sao. Thế thì căng rồi. Thế thì căng rồi. Thế thì căng rồi. Nhưng mà bị thằng Godzu đấm chết anh em ơi. Ok. Thế xong rồi còn gì nữa. Rồi. Đây, thế này đi. Đợi 6 cá vào. 6 cá kẹp Doom vào nữa thì thôi cậu đứng im đến chết full bàn luôn. Cứ bình tĩnh anh em ơi. Không cần 6 đỏ đâu. Không cần 6 đỏ anh em ạ. Tôi đang chuẩn bị, tôi chuyển dần sang 6 cá đây. Chuyển sang 6 cá, dù này nó xoay có mất tí máu ở đâu mà.
Đấy, bây giờ nó xoay nó cũng gần như nó không mất máu rồi. 4k. Có điều là con này nó khá trâu vì nó có Kira thôi. Có Kira nó khá trâu, bắn hơi lâu một tí. Đấy, rút được một lửa máu thôi kìa. Riêng con Kalong này không bao giờ bị bắn trượt luôn nhá anh em nhá. Đấy, nó đứng xa nó không bắn trượt đâu. Chỉ có những cái con đánh gần nó mới đánh trượt thôi, chứ còn đứng xa bắn thế này thì không bao giờ trượt được luôn. Ôi đi rồi. Này gì bất tử với chúng tôi. Trời ơi, anh em thấy chưa? Nó đơn giản mà, nó đâu có khó khăn gì đâu. Còn anh em bảo tôi là lên được con Kalong 3 mới đánh được thì nó cũng đúng. Đấy, thôi thì hẹn anh em clip tiếp theo nha anh em nhá, để xem tôi counter con này như nào. Chứ còn trận này có vẻ như là lên Kalong 3 thì anh em lại bảo là Kalong 3 nó mạnh thì nó counter được. Ok anh em nhá, anh em nhá. Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, mời anh em đến với cái bộ God Goblin dồn toàn bộ đồ cho Zipper bất tử anh em nhá, cực kỳ trâu chó luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, một trong những siêu phẩm hay nhất trong tháng này của tôi. Tôi hàng phục cái con rớt 3 sao nó như thế nào anh em nhá, hay lắm anh em tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.